nhầm không rồi, có chuyện nhầm gì rồi. Anh định làm cái bếp lò ở đây. Thôi để mai làm sau đi xem có cái gì để mai đi chợ bán. Nhà này nốt nhỉ, hơn nốt. Xong đi sợ muộn. Em để vui chứ nào đi. Đi để anh nhổ cho. Cây to thế nhổ được không? Được.
Ôi trời ơi. Em cầm lên lên. Em biết con gáy. Không có củ nào gáy đâu. Anh ấy xong cầm con dao đấy nhá. Chắc không có củ nào gáy đâu. Chắc không có. Cần em hộ không anh ơi? Đây rồi. Con cũng to luôn, cái này. Ủa, to thế nhỉ? Ui, cái củ này. Đây, củ này cũng giống thế này. Đường nhiều phết đấy nhỉ. Chắc lấy từng này thôi nhỉ. Thank you.
cho cái con nào. Cái này ừ, cho anh hôm nay đẹp tôi lấy một quả cho tôi đấy, anh lấy cái nào anh cho hai luộc cũng được rồi. Vâng, nướng luộc anh... làm bánh được anh ạ. Em mà tiền gì? Cái này em lấy 10.000 thì lấy như nào mới biết đường tính. Cứ lấy đi chú. Để ừ, được mà. Sao? Cái này nó mọc lên thì bán rẻ hơn. Củ to này nó ăn ngon này. Bây giờ lấy chọn lấy to này. Đẹp. Đây lấy củ này này chú. Lấy thêm củ nữa nhá. 10.000. Đây này, củ này nữa nhá. Củ này nữa 10.000 thôi chú. 10.000 à? Đây 10.000. Cảm ơn anh chú. Cho hai được túi không? Nhỉ? Một túi hết không? Hai túi một túi không hết được đâu. Này tiếp. To này. Thôi. Anh lại bảo chỉ xấu cần củ đẹp thế này. Củ bé, có mức củ to. 15. Em cảm ơn. Cảm ơn nhé. Con à này. Hả? Anh muốn đi về thăm mẹ một tí. Hay em một mình về nhé, để anh đi về thăm mẹ nhé. Thế thôi để em đi cùng anh về thăm mẹ. Ừ, thế cũng được. Đi. Nhưng mà em run lắm. Không sợ đông rồi. Chị ơi. Em không sạch. Cái này
Đây này. Họ lấy cái gì ấy? Này cái gì đây? Của ai ấy nhỉ? Các anh làm gì đấy? Cái gì đấy? Cướp còn hỏi làm gì nữa? Mày đuổi đứt cả hơi. Anh nhầm đi. Nhầm với ai không? Đi đây còn nhầm cái gì nữa? Anh... Nhầm rồi. Có chuyện nhầm gì rồi. Đi. Anh đi. 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 Không phải đâu, anh em không làm thế đâu. Đi, đừng có mà chống cự. Anh nhầm đi. Rồi, nhầm người rồi. Anh ơi, anh đi lên được. Đừng có kéo. Đi, anh lên. Anh nhầm rồi. Đi rồi. Đấy, cả cô cũng lên trộm luôn đây. Đi. Chúng tôi không có ăn trộm. Ý là ngày mai sẽ có lịch đi sang thôn bên kia để họp với sao ấy. À đấy à. Thì mai cậu thu xếp xong là xem xe tiếp thì đón ở chung Hà Ba nhá. Em đánh xa đến xe đợi xếp ở ngoài cổng nhé. Xếp thì chắc là phải đến 8 giờ mới đi được, bởi vì là công việc ở nhà nữa. 7 giờ em ở cổng đợi. Vâng, đấy. Cứ tầm 7 rưỡi thì đấy. Tình hình là cái thế đấy nhá. Ra thì sắp xếp và bất thế có gì thì em báo cho ta giờ mình nói thế không có gì là thôi vừa bắt được cái trộm ngoài đường này gì đấy nhầm người rồi anh nhầm người có chuyện nhầm gì cả thế thì như thế nào rồi xuống nói chuyện được người rồi anh chị cứ đi anh sẽ nói có công việc gì thì nói báo cáo cán bộ xem nào. Nãy mà em ngoài đường ý trộm rồi mà em đuổi đi bắt giờ đem lên đây để cho cán bộ giải quyết. Thế có bằng chứng gì không? Đâu. Có ví. Có bằng chứng đầy đủ luôn. Bỏ ra. Tiền. Cái ví này của ai? Ví này của cái chị nãy ở ngoài đường đang mua đồ rồi bắt được cái này nó thật. Cái này em cũng chả biết đâu, tự nhiên có một ông đi qua va vào hai người bọn em xong là tự nhiên thấy ví này ở trong cái gùi của bạn em thôi. Thank you.
Ví này chị này này, chị này bị mất cắp này. Tôi được đưa cái gì cái. Đó, chị mất ví đều ấy. Ở đây, đấy mà em gửi bạn được anh này này, xem có phải không? Không phải đâu, cái anh kia mình tuần khác ấy. Em bảo thì bắt nhầm em không phải đâu em. Nhưng mà đó là con ví này gửi đây. Em mới bảo không kia. Đó là lúc đuổi đi đấy anh vẫn là thằng ví đấy. Thì cái em không biết là anh kia đi qua vào của bọn em thì tự nhiên thấy cái ví ở trong túi em ấy vừa cầm ra thì anh lại quay ra. Thế thì anh chả biết đâu, đây thấy cầm ví mặc quần áo vẫn thấy đây cứ đuổi đến đấy về đây bắt không? Chứ ví này là ở trong gùi đúng không? Vâng. Nhưng mà là em lại bắt ra ở trong gùi của chị. Không lúc đấy cái ví này là tóm lại là tự nhiên là ở chỗ nào ra? Là của chị này rồi, chị này bị giật ví rồi em đuổi theo bắt các anh này đang cầm ví. À thế à? Ở chỗ nào ra? Lúc nãy cháu thấy ở trong cái gùi đây, tự nhiên thấy ở trong đấy xong cháu lấy ra vừa cầm thôi, anh ấy đã bắt không cho cháu giải thích gì, cứ lôi đòi lôi lên đây để giải quyết. À, ví này là của cô này đúng không? Thử xem có trong đấy mất cái gì không? Không mất cái gì đâu. Chị xem có phải đúng anh này không? Không phải đâu, mặc áo dấu thôi, không phải đâu. Nó bảo là không phải rồi, em đang đi đường mà anh không đặt gì đâu. Thấy cũng vội quá, chả biết gì nữa. Thấy mặc áo dấu thì lúc đấy đã cầm ví nữa. Cô này không mất tiền anh, mày quẩy cho bố bây giờ chuyển đến cái xóm hết rồi. Để đá thôi. Vâng. Chúng ta không đổi, để tích cái hơi. Hướng đi thì quan trọng. Ờ, người ta không phải được. Rất là nào người ta cũng phải trộm rồi thì mình trộm cướp nhiều rồi đấy. Thế là mai là phải điều thêm người đi giám sát các thứ con giường nữa. Lần sau xem người cẩn thận nhé. Anh bảo anh không phải rồi mà. Đã bảo là bắt nhầm rồi mà vẫn không nghe. Nay mà chị về đây. Được rồi.